Hello mọi người, tôi là Vinh và hôm nay Chủ nhật thì mình làm một cái video để hướng dẫn cho mọi người cách mua hàng giảm giá. Chương trình là giảm giá 50.000 cho đơn hàng trên 500.000 cho Chủ nhật. Thì hôm nay Chủ nhật thì mình tạo cái chương trình này để cho những anh em nào ở xa mà rảnh đến cả Chủ nhật có thể mua hàng được. Thì hôm nay là cửa hàng mình nghĩ là rất là nhiều anh em mà nếu mà anh ta không có cơ hội đến cửa hàng thì chúng ta có thể mua trên website store1.vn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta mua hàng trên website store1.vn và áp dụng cái mã giảm giá Sunday. Rồi ok. Thì đầu tiên là anh em vô website store1.vn ha. Chúng ta có thể trên website của bằng phiên bản điện thoại hoặc là phiên bản laptop, desktop đều được hết. Thì mọi người sẽ thấy rằng đây là cái chương trình giảm giá của mình. Đây, mã Sunday giảm 50.000 cho đơn hàng trên 500.000. Thì để chúng ta mua hàng được thì rất là đơn giản, thì anh em sẽ tìm theo cái mã giảm giá ha. Ví dụ mình sẽ tìm theo ô sản phẩm chứ, chẳng hạn như mình dùng kiểu cào kẹp đóng. Thì ví dụ như anh em thích mua cái bào của hãng Stanley nè, nó là 1,7 triệu rồi nè, thì anh em chỉ cần thêm vào giỏ hàng, sau đó chúng ta thanh toán thôi. Thì trong cái lúc thanh toán thì chúng ta chỉ cần chọn cái phí giao hàng đây. Cái hai bào này khá là nặng nên là tiền ship khá là mắc tiền. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đặt hàng. Chỗ này nó tới 3 sản phẩm nên là phí ship nó hơi mắc đó nha. Đây thì mình sẽ xem lại nha. Nếu mà mình mua hàng mà mình thấy sai sót gì đó, chẳng hạn như là mình muốn sửa chữa cái đơn hàng của mình lại, thì anh em có thể sửa thông tin nhận hàng ở đây. Rồi để mình back lại, mình sửa cái sản phẩm. Đây, ở đây tại vì mình có thêm con 796 đó nên nó sẽ mất tiền. Khi mình giảm 796 xuống thì nó sẽ giảm cái tiền ship của mình lại. Đây mọi người thấy chỉ có 55.000 thôi. Rồi mình tiến hành đặt hàng. Thì trong cái chỗ mã giảm giá thì anh em sẽ điền chữ Sunday, tiến hành lại ngày Chủ nhật và chúng ta áp dụng. Thì mọi người sẽ thấy là mình giảm được 50.000. Từ 1,768,000 chúng ta giảm 50.000. Mọi người ý là tại ở đây tại sao có tiền ship 55.000 nữa, nên là nó nếu mà bình thường của mình là 1,800,000+ thì chúng ta giảm được 50.000 thì còn 1,773,000. Sau đó chúng ta sẽ xác nhận đơn hàng. Lưu ý mọi người, cái chỗ này thì chúng ta chọn cái hình thức thanh toán thì bên mình vẫn ưu tiên em chuyển khoản ngân hàng. Việc thanh toán COD thì chỉ áp dụng cho những cái đơn hàng dưới 2 triệu thôi, còn những đơn hàng mà trên 2 triệu thì bên mình sẽ thu tiền trước, hoặc là những hàng mà dễ bể vỡ hoặc là hàng chất lỏng hay là khó vận chuyển thì bên mình sẽ thu tiền trước. Ok, rồi sau đó chúng ta sẽ xác hành đặt hàng. Vậy là xong. Thì chúng ta có thể xem thông tin tài khoản của mình và xem theo dõi những cái đơn hàng xưa giờ. Chẳng hạn như đây mọi người thấy là tất cả những đơn hàng mà hồi xưa giờ mình đặt nó đã nằm ở đây, trạng thái như thế nào. Và bên mình đã áp dụng cái hình thức gọi là nhắn tin chăm sóc tự động, nên anh em đến nay em đặt hàng trên website thì không nhận được cuộc gọi đấy thì cũng rất là bình thường. Tại vì sao bên mình đã áp dụng là hình thức nhắn tin rồi, chứ không có dùng cái hình thức là gọi điện thoại nữa ha. Rồi ok, cảm ơn em đã xem cái video này. Hãy nhanh chóng truy cập vào website store1.vn, điền mã Sunday để được giảm giá 50.000 cho đơn hàng trên 500. Đó là mình, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.